Chào các bạn, đây là chợ chim lớn của Hà Nội những ngày đầu đông. Chia sẻ cho các bạn để anh em nào chưa đến mà yêu thích chim cò thì có thể là qua đây xem. Đây thì lồng trại đủ các loại. Đây, mình đang đi dãi chim, mình đang dãi trào màu ở phía đằng này, màu họa mi. Tranh thủ là ra đây quay cho các bạn xem. Bạn nào sửa lồng mới ra đây sửa lồng cũng được này. Anh này anh đang sửa lồng này các bạn ạ. Đây mua dế này. Đây là con gáy Nhật. Gáy nhẫn. Chim đẹp anh em thấy. Con là cà kiêng sáo sậu với sáo màu vàng. Đây cũng rất nhiều. Hôm qua rồi bán này. Không phải như của cơ xé mỗi anh ở bán rồi em không bán. Bọn trên này là vào cán hết rồi. Vào hết rồi anh. Đây có cả trào màu xanh. Cảm ơn các bạn.
Tục tắc vậy, kiếm ăn qua ngày. Bắt đầu thi lại rồi. Đấy, khu vực này là khu vực họ chở xe máy đi bán chị. Sao đâu? To đẹp.
khứa khoang cổ này cũng hot, cũng hay. Còn nhì đất anh à, không ăn gì. Có con mào treo đấy. Cửa bằng mà chuẩn 100 đéo gì đi về đẹp hết. Nhưng còn nhiều lắm nha các bạn, còn một góc quả trên kia mình chưa đi tới. Mấy con kia nhìn nó to hơn. Phía đằng đây này, dọc cái đường này trở lên trên kia này thì đều là chim cả. Ôi, giờ mình vào mình dãi họa mi với chào mào. Đây anh em đang dãi họa mi ở đây. Chào mào mà chắc phải 9:30-10 giờ. Ê à. Không được nào bắt được thì cháu có đầy ăn thì phải bắt bằng cào mào hay chưa. Cháu của chưa nên chiều thì bắt cháu đấy. Các bạn xem con cào mào ấy. Không theo dõi được. Về đó xin về anh ạ, anh ạ. Lâu quá, để lâu quá không đổi. Quay quá màu quá. Cho phải bác Giang. Màu đâu mà. Màu đó nhiều. Quê chưa?